nay là đi một con đường khác. Ông trải nghiệm cái dốc này một cái chụp ếch đầu tiên, cùng nhiều cái điều hấp dẫn phía trước.
Và đây là đoạn đường mà trước đây người ta khai thác keo, còn bây giờ nó trở thành đoạn đường tự nhiên sau 2 năm. Để chúng ta trải nghiệm cái đoạn đường này.
hiện tại hết rồi. Lên xe bằng số nào thì chúng ta cũng sẽ xuống bằng số đó. Đây là đoạn đi lên, nếu như có dịp thì sẽ quay một đoạn đi về.
nơi rồi. Đứng ở đây thôi. Một buổi trải nghiệm bằng xe Wayne Farm. Và cuối cùng thì cũng lên đích. Với nói chung kỹ thuật đi xe mà bằng xe máy thì khi lên dốc chúng ta đi chậm, bò lên và cứ số 1 đi, chúng ta không thể nào đi số 2, số 3 được. Đây là đoạn máy vừa rồi là bàn cho nên chúng ta chuyển về số 2, bình thường là chúng ta phải đi số 1. Và kỹ thuật này thì khi mà xuống dốc chúng ta cũng nhớ một điều là lên dốc đó bằng số nào thì xuống dốc đó bằng số đó, cả về số. Có cái sự ép côn giữ máy nổ và không được thắng, nhấp nhấp nhẹ nhẹ để cho xe xuống dốc từ từ thì mọi chuyện sẽ ok. Và mình xin dừng video ở đây. Công việc của mình đến đây để làm gì thì cũng xin giới thiệu một chút là hôm nay ngày chủ nhật rảnh rỗi, mình đi trốn dịch corona nên cũng lấy rừng, trước tiên là thăm rừng thăm rải, thứ hai là đi dạo vô trong rải thì để mà trộn cây. Ví dụ chúng ta thấy cái cây này nó bị gãy thế này, này đúng không, gãy một nhánh, hai nhánh, ba nhánh thì rảnh rảnh cầm cái rửa sẵn trong tay chúng ta quất đi, dứt cái nhánh này đi. Đấy. Rồi thì cái cây này nó sẽ tập trung dinh dưỡng phát triển lên trên, tương tự cái đây. Cái đây là cây keo đã được hơn một năm tuổi mà nó lên hai nhánh. Thì với hai nhánh này chúng ta dội vô rừng ta thấy chúng ta nên tỉa nhánh này, bởi vì nhánh này trước sau gì nó cũng chết, khi lớn lên thì còn một thân thôi, chúng ta tỉa. Tỉa nó rồi thì tập trung dinh dưỡng nó sẽ nuôi cái này. Và cái công việc này thì ít người làm, bởi người dân mình có vẻ là họ trồng nhiều quá, hoặc là họ không có để ý tới, hoặc là người ta chủ quan, người ta dựa vào những người thuê, những người phát rải. Và những người này họ lấy người phát cỏ này thôi, mà cái nhánh họ rất nghệ, đụng vào cái này sẽ nó đụng cái này, cho nên họ không đụng. Nhưng chính vì thế họ không có phát cái